Ok, và xin chào các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Hôm nay chúng ta sẽ live stream tập kích. Ok, nói chung là live stream tập kích. Và lần này thì mình sẽ live stream để quay vòng quay Bá Vương. Cái vòng quay này sẽ update trong bản tập kích sắp tới đây. Và hy vọng là anh em sẽ được nhiều phần thưởng từ cái vòng quay may mắn này. Và nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái vòng quay này, này đâu rồi nhỉ? Well này này. Đó, đây chính là vòng quay Bá Vương. Chúng ta sẽ nhận được Shotgun Bá Vương, AK Bá Vương và Barret Iron Shark. Super Barret, bên nước ngoài người ta gọi là Super Barret. Xin chào Ninh Bot và xin chào các bạn nhá. Các bạn thấy cái mặt của mình chưa? Hello, hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hello. Hôm nay chúng ta sẽ chơi thử vòng quay Bá Vương nhá. Trước khi vòng quay Bá Vương thì mình có một chút, chính là chúng ta sẽ bonus thêm, quay thêm vài lần vòng quay may mắn ở bên nước họ nữa. Và các bạn biết là quay bên nước họ thì mất 15 kim cương nhưng phải là 12. Số kim cương này mình thấy khá ok. Mình đã có 12 lần quay miễn phí, 11 lần quay miễn phí. Lần này thì mình sẽ quay cho bạn xem. Có 214 bạn đang xem. Hy vọng các bạn ấn like video này và comment cho mình biết. Ok, bán ranh như hùng. 100 kim cương bực quá, mình đã có. Hôm nay thì mình sẽ live để trải nghiệm cái vòng quay Bá Vương này. Cái vòng quay Bá Vương các bạn đã thấy này. Chứ mình sẽ không chơi tại vì là lâu lắm rồi mình chơi, chơi ngu người lắm. Ok, anh em hãy đợi mình xíu cho các bạn vào đông đông tí, 300 anh em xem rồi mình bắt đầu quay luôn nào. Ô cái gì nhỉ? Cái gì mà quên bố nó rồi, đang tính nói cái gì mà quên bố nó rồi nhỉ? Đây, đây. Hôm nay thì mình sẽ live để trải nghiệm cái vòng quay Bá Vương. Ok. 250 bạn rồi, quay luôn nhá, mình sẽ quay từ từ. Quay cái vòng Lucky này cái đã. Này, cây súng gà vãi trưởng. Ồ, giáp bàn, ngon. Rồi. Quay luôn nào. Em biết đâu chúng bể 7000 kim cương tiếp tục đập vào vòng quay Bá Vương. Này, 300 gold. Rồi, mình nhận được cái vẹo gì nhỉ? Lại tiếp tục 30 kim, cái 30 cái danh dự. Bên này có cây MP5 mới rất là đẹp. Nó có tên là Hyperion. Tình nghe hết sức là mí miều. Để mình xem cái súng này nó xinh nhào nào. Úi rồi. Ông này có trang bị mũ Minecraft trông đẹp phết. Ông này có cả mặt mình lên sóng nữa, không biết anh em có xem không. Ok, mình còn hai lần quay. Quay cái này cũng nói chung là rất là nhỏ. Chúng ta sẽ tiến vào vòng quay Bá Vương thôi. Nói chung là quay cái này để giải trí, trúng không trúng thì thôi. Rồi, lại tiếp tục QBZ. Mình còn 1322 kim cương để quay vòng quay này. Mình hy vọng là có thể là trúng được cái gì đấy nó có giá trị một tí. Ví dụ như cây shotgun này. Cây shotgun này là một cây shotgun cực kỳ VIP. Cây shotgun Bá Vương. Nó có tốc độ xả đạn nó chậm hơn cây Trigger Dragon, nhưng mà được cái là uy lực của nó cực kỳ cao. Và các bạn thấy là ui, cầm con này phải nói là khách hàng luôn. Tia laser các kiểu. Vòng quay Bá Vương này chúng ta sẽ nhận được cả nhân vật VIP Black Quy Fact. Là nhân vật bên này cũng là nhân vật VIP luôn. Không xem 3D được, không view được. Không xem 3D không view được. Có nhận được sừng quỷ biển. Đậu xanh rau má. Đậu xanh rau má, đậu xanh rau má, đậu xanh rau má. Đang chơi ngon lành bị ao đá ra khỏi server luôn. Ức chế vãi cả nồi. Úi giời, cay thế, chưa kịp. Mình phải vào xem lại xem bây giờ mình đang livestream bằng 4G hay là mình bị lỗi rồi. Ồ, các anh em đã vào chưa nhỉ? Các anh em đã vào chưa nhỉ? Xin chào bạn nhé. Này là cái cục wifi nhà mình nó bị lỗi. Mình sẽ quay camera cho bạn xem nhé. Cái cục wifi cắm lọ nhà mình nó bị lỗi. Rồi mình bị... Bao nhiêu anh em đang xem bị bay ra hết. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái cục wifi nhà mình nó bị lỗi đây. Cục wifi để bên cái máy tính luôn. Đấy, này nó bị mất mẹ chứ internet này. Em ao đang mất, mình đang ngồi để xem này này. Cả máy tính của mình cũng ấy luôn. Ok, chúng ta sẽ vào lại Bá Vương nào. Không biết các bạn nào còn xem không.
chứ mình là mình hơi đau đầu đấy. Tiến hành nhìn mặt ngu vãi. Ok, mình sẽ một quay này với giá là 368 kim cương. Link tải game này thì ở phần mô tả video nhé các bạn. Một lát nữa khi mà livestream xong mình sẽ ghép hai đoạn video này lại. Ok, tiến hành quay nào. Mình sẽ đếm 1, 2, 3 và nhấn đây. Ôi, mình sẽ trúng kính là laser Google kính viễn. Trang bị nào. Ok, mình sẽ vào xem nhân vật là khi mà trang bị cái súng, cái súng này vào nó sẽ nhìn như như nào nhá. Trang bị súng ống này vào này. Rồi, trông có vẻ đẹp đấy. Mình sẽ vào nhân vật. Nhân vật mặc định. Rồi, cái kính này nó đeo ở đâu ra, đeo ở đít à. Sao mình thấy là view, pro view là không thấy cái kính. À, thấy rồi. Các bạn thấy không, cái kính khá là đẹp, cái kính laser. Các bạn đã thấy là mù. Ủa, trải nghiệm bằng quay bá vương nhưng mà bị fail mất. Rồi, tiếp tục quay nào. À, khi mà mình quay một vật phẩm xong rồi ấy, tiếp tục lại nó giống với vòng quay phía dưới này. Quay một cái nó sẽ loạt theo nhưng mà giá tiền nó sẽ tăng lên. Mình chỉ còn một lần quay duy nhất nữa thôi. Thực sự rất là đáng mề. Ok, có lẽ sẽ chúng ta xem một chút thủ thuật đi, xem là có dính cái gì không. Đầu ra video thấp, mình đang sử dụng 4G. Ai má cày cú vòng Viettel này thật. Dùng điện thoại cũng mạng cũng Viettel mà dùng internet cũng Viettel. Dùng con cát này bắn không? Ôi, con này bắn cực kỳ phê luôn. À, cảm giác cay cú, rất là cay luôn. Mình chả biết lại như này như nào. Ok, không sao. Nói chung là quay một lần nữa mình sẽ ghép hai video đằng sau cho các bạn nhé. Xem là quay bá vương bá viết thì có trúng với mẹ gì không. Chứ mẹ toàn gặp mạng như cục xịt như này, ức chế vãi nồi. Mình đang ức chế đấy, cái máy nhà ông Viettel đó là rất là gọi là tận xương tủy. Con này công nhận là bắn phê phết. Con này có tên súng là CAC, KAC, gọi tắt là CAC. Còn nhiều ông có tên gọi khác thì mình cũng cũng chịu, mà con này bắn công nhận là phê anh em ạ. Lát nữa vào đi rank với con này cho bạn xem. Ui, con này công nhận rất là sướng luôn. Đấy, nhưng mà hết đạn 4 rồi. Mình sẽ out ra quay một lần cuối. Đang ngồi trong hòm và ngồi đợi xem nào, đừng có mất mạng. Và mình còn một cái một lần quay cuối cùng. Ôi, mình đã nhận được sừng quỷ. Lần sau là mất 200, nên tới là 500. Mình có là sừng quỷ này và kính laser rồi. Như vậy là vẫn không trúng được cái shotgun và nhân vật VIP. Không trúng được 3Z AR Sharp, không trúng được điểm cường hóa, không trúng được, nói chung là không trúng rất là nhiều vật phẩm, không trúng kính, không trúng kính VIP, không trúng kỵ sĩ, mà bây giờ mình chọn là 486 thôi, không đủ quay thêm một lần nữa. Hay là mẹ nhảy từng lấy kim cương vào bố nó còn quay may mắn cho rồi nha. Quay may mắn trong này tới 1000 kim cương lại đang giảm giá 10%, cơ hội 100% nhận trúng level 7. À, giờ bây giờ mình test khẩu KAC này cho bạn xem này. Công nhận con này bắn phê cực. Mình sẽ để cái camera qua đây. Ok, đi danh một ván, đi danh lại cây K, cây này nào. Một ván đi danh lại cây KAC ở bên server CA. Công nhận con này bắn cực kỳ phê luôn, mình cảm giác như bắn được kỵ sĩ vậy. Có thể gọi là Dead Knight mà khi nó ở level 4 vậy. KAC. Hy vọng là sớm update ở Việt Nam, mặc dù cây súng này nó yếu nhưng mà không phải nó không được, nó không như kỵ sĩ nhưng mà bắn cực kỳ phê, cực kỳ êm luôn. Tám nào mà thanh niên này lại mua sớm như vậy. Yeah, được. Được AC bật max độ sáng nha anh. Sáng nha. Bật max độ sáng lên nó không biết có tác dụng gì không? Có thể làm mỏi mắt. Ok, chơi nào. Một đứa này.
còn hàng đấy cơ. Con này công nhận bán cực kỳ sướng luôn. Có lẽ mình sẽ làm một video test cho các bạn khẩu này so sánh với Dead Knight. Không là đáng đồng tiền bát gạo đấy anh em ạ. KAC. Wow, công nhận bắn cực kỳ chuẩn luôn, kiểu như không giật vậy. Ôi, ngu người rồi. Do mình đang livestream là rất là lag. Ping lên đấy người cần 200 cơ. 30 thằng kiểu bắn. 2 thằng cầm M240 nó mẹ đấm 3 phát vào mồm luôn. Tắt cam, cho cam bé lại nha anh em. Cái thằng cầm 2M240 bá quá. Cái thằng nào nhớ cơ số không? Map bên này thì không thay đổi. Một thằng Thọt. Hai búa. Đây nó đéo biết mình. Đéo thấy mình luôn. Yeah. Công nhận con này bắn cực kỳ sướng anh em ạ. Mặc dù súng rẻ tiền nhưng mà khá là ok. Đáng đồng tiền bắn gạo lắm. Ủa. Công nhận máy đang lát. Giờ ngồi xem đấu này chán rồi. Ông này cầm khẩu gì đấy? À khẩu nhắm hình như bên Việt Nam có rồi. HAWP. Không biết bên Việt Nam có chưa nhưng mà khẩu nhắm này mình nghĩ là có rồi. Victory rồi, mình sẽ cố gắng thêm một ván tranh này nhé. Có một số bạn hỏi là cái con M4 cái gì mà 4 VIP Dragon M4 gì? VIP Dragon AK47 đấy. Ở bên này chỉ là súng Destroy thôi, nó chỉ ngang hàng với súng Destroy thôi. Bên Việt Nam mình không ngờ tới 5.000 kim cương. Công nhận là best hút máu. 11 12 giây rồi, 13 giây. Ô shit, rồi đấu đội bên này, đấu đội bên này chỉ có 40 chứ 40 thôi. Và đấu gần 4 đứa. Map thì vẫn không thay đổi so với lại phiên bản 5.0. Công nhận là bên này nó mặc dù nó update lên phiên bản 3 chấm mấy rồi nhưng mà giao diện nó vẫn là giao diện game vẫn cho anh em cái giao diện chơi quen thuộc của những game mờ mới, gọi là hồi mới chơi ấy, cảm giác thân thuộc. Nó biết mình nằm đấy rồi. Me cơ, nó đứng đấy nó me mình cơ. Làm sao mà chạy được. Tắt cam cho dễ chơi. Cái vòng quay bá phương mình đã quay rồi nha các bạn. Lát nữa mình sẽ ghép hai video là một đăng lên. Ôi, một phát headshot này. Thôi, có lẽ mình sẽ dừng livestream ở đây thôi. Đây là một cái chút trải nghiệm một quay bá phương mặc dù nó hơi lag. Một lát nữa thì mình sẽ ghép hai video này đăng lên channel cho nó quách hơn. Chứ này là không ổn. Cảm ơn anh em xem video của mình nhá. Là mặc dù không đủ tiền để quay thêm một cái vòng một lần nữa cho nên là mình chỉ dừng lại ở đây. Có lẽ mình sẽ quay thêm một lần phía dưới. Chúng cái gì đấy. Ok. Rồi, xin chào bạn.